Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Và trong video tiếp tục khám phá ngày hôm nay của mình thì mình sẽ đưa tất cả các bạn tới thăm một khu di tích lịch sử, đó là đàn tế Nam Giao thời nhà Hồ các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở đây là đàn tế Nam Giao, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn tới thăm cái khu di tích lịch sử và các cái dấu tích còn lại của đàn tế Nam Giao thời nhà Hồ các bạn nhé. Đây các bạn này, trước mặt các bạn đang xem đây là khuôn viên của đàn tế Nam Giao. Còn đây là cái nhà tưởng niệm vua Hồ Quý Ly. Thì khi mình được biết thì năm Canh Thìn 1400 là Hồ Quý Ly lên ngôi vua đó các bạn. Thì lập ra triều đại nhà Hồ và lập kinh đô mới gọi là Tây Đô. Thì cái năm 1402 thì Hồ Hán Thương sai đắp cái đàn tế Nam Giao ở cái núi, ở như cái núi này này. Núi này người ta gọi là núi Đốn Sơn các bạn ạ, để làm lễ tế Nam Giao đại xá thiên hạ. Đây các bạn xem. Đấy. Cái này là chắc là do người ta làm lại này. Đấy, xung quanh là cổ. Thì cái đây là toàn bộ ở dưới đây là toàn là các bậc thềm của đàn tế Nam Giao. Thì đàn tế Nam Giao là nó thuộc vô xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa các bạn. Đây, khoảng cách thành nhà Hồ khoảng 2,5 đến 3 km. Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 45 km về phía Tây Bắc theo quốc lộ 45 các bạn. Thì mình được biết rằng là cái đàn tế Nam Giao này nó có diện tích rộng khoảng 2 hecta các bạn ạ. Đây. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn lên tham quan một số cái di tích còn lại của đàn tế Nam Giao. Ok các bạn ạ, thì đàn tế Nam Giao thì nó mình đi dọc đây thì mình nhìn thấy rằng là nó có chia thành nhiều bậc một, gọi là có những bậc một giống như ruộng bậc thang đó các bạn. Đây, ở đây có một cái chỉ dẫn này, thềm 1, thềm 2, thềm 3, thềm 4, thềm 5 gì đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tham quan toàn bộ khu vực cái đàn tế Nam Giao này. Ở đây là các bạn này, đây là cái nền mình đang đứng đây. Là cái nền năm. Đây là nền chắc là gồm có 5 nền các bạn. Đây này, người ta viết đây này. Nền năm dài 142 m, theo chiều đông, tây rộng 6,2-10 m, chiều dài bắc nam. Nền năm hiện chưa khai quật hết, nhưng kết quả tìm khảo sát ban đầu thì thấy xuất hiện phần còn nguyên vẹn nhất của thần đạo, gồm 5 làn khác nhau rộng 9,50. Đây ta gọi là nền năm, hay còn gọi là trên đường thần đạo. Đấy, tức là cái nền năm này người ta có gọi khác là trên đường thần đạo. Thì không biết là thần đạo nó có nghĩa là gì. Thì đây là ở vị trí nền năm, bước lên nền 4 thì đã xuất hiện lộ dấu tích cổng đầu tiên của đàn tế Nam Giao. Đây là nền năm các bạn, thì mình sẽ lên nền 4. Đây cái khu mà nền đây. Đó, đây là cái nghi là người ta mới vào lát này. Mình nghĩ là vậy, chứ không đẹp như thế này. Đây, có dấu tích còn lại. Đây có bậc các bạn này. Đây, nó phân chia đây. Ở dưới đây là nền 5 này, trên này nền 4 này. Chắc là gồm có 5 nền. Đây là cái nền thứ 4 này. Cho xem người ta biết gì. Đây là cái những nền. Nói chung là đàn tế Nam Giao thì qua quá trình phá hủy thì còn những cái nền móng rồi các bạn. Đây, cái nền 4 là dài 142 m, rộng 32,20 m. Lớp nền dày chưa khai quật hết. Các kết quả khai quật bước đầu là làm xuất hiện một số dấu tích kiến trúc. Cái phía đông, người ta bảo là phía đông là giếng vua. Nơi đây là để lấy nước để nhà vua trai giới hoặc phục vụ các nghi lễ đàn tế Nam Giao. Đây, vị trí giữa vẫn là thần đạo. Đây là vẫn là vị trí giữa các bạn ạ. Chắc là vị trí phía đông ở đường kia. Ở đường kia hình như có cái biển là có giếng vua đấy. Thì bây giờ tí tẹo nữa thì mình sẽ vào qua cho bạn xem cái giếng vua nhá. Thì bây giờ mình cứ đi tham quan hết toàn bộ 5 nền đó, xem thế nào. Đây lên nền thứ 3 nào. Đấy, nó có lên nền 1. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ vào cái nền thứ 3. Đó, mình đoán rằng là nó có 5 nền.
Đây, chiều dài là 142m đây. Đây, bậc thềm này, thần đạo dấu tích, sân lát gạch vuông, mỗi viên rộng trung bình. Đây, các cái nền đạo, gọi là bây gọi là thần đạo. Nói chung là mình cũng không được rõ ràng lắm. Các ngày xưa người ta thiết kế thì cái này chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Đó là nền thứ ba các bạn. Bây giờ mình lên nền thứ hai. Sao mà cao thế nhỉ? Đây, nền này cao hơn các bạn này. Đây, đây là cái nền móng dấu tích xưa để lại này. Nó khá là nguyên vẹn các bạn. Đấy, đây, khá là nguyên vẹn luôn. Dọc đây à, bây giờ mình lên cái nền là nền trên này. Đây là nền thứ hai, thì gồm có 5 nền. Đấy, các bậc thềm nền, đàn tế nam giao. Ở các thời vua thì các bạn nghĩ rằng là vua nào thì cũng có một đàn tế nam giao. Đàn tế nam giao là mục đích là chúng ta để lễ tế trời, cầu cho phúc thái dân an, mưa thuận gió hòa các bạn. Đây, đây nền 2 này. Nền 2 nhá. Nền 2. Đây nó dài 142m, rộng 70,59m. Đây là nền đàn lớn nhất và xuất hiện nhiều dấu tích kiến trúc nhất. Dấu tích gồm 3 vòng tường lớn bao bọc lẫn nhau. Đường thần đạo gồm 3 cổng đàn, sân đàn lát gạch vuông, 2 kiến trúc mỗi cụm có 3 kiến trúc. Bố cục đối xứng với hai bên nền 1. Nền 1 là nền trung tâm quan trọng nhất của đàn tế nam giao. Đây, à, cái nền 1 trên kia các bạn. Đây là cái nền 1 là cái nền trung tâm quan trọng nhất. Ở đây có một cái bàn thờ, đây là người ta thắp hương để tế trời. Để mình lại một thắp hương. Ở đây các bạn, đây là lên cái nền 1. Theo dự dẫn thì đây là cái nền quan trọng nhất các bạn. Đây, nền quan trọng nhất. Xem nào, trên này thì trên này có xuất hiện một số thứ các bạn ạ. Đây, có mỗi một cái nền. Đấy, gồm 5 nền. Gồm 5 nền. Ở đây các bạn này, đây đây là cái nền tròn. Đây là như theo hướng dẫn thì đây là cái nền quan trọng nhất. Đây các bạn, ở đây thì người ta cũng có gồm có 5 bậc thềm các bạn này. 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Ở trên này thì mình nếu mình bước lên thì mình phải bỏ dép ra các bạn ạ. Ở đây nó cũng là cái vấn đề tâm linh thiêng, là cái nơi tôn thờ. Đây, đây là rừng núi, núi này là núi Đốn Sơn cho các bạn nhé. Đây, đây các bạn, đây bây giờ mình sẽ lại xem quay cái nền 1 này người ta nói cái gì về cái nền tròn này nhé. Cái nền này đã bị phá hủy gần hết, trên mặt nền chỉ còn một dấu tích móng nền, đất là đất hình tròn với đường kính 4,70m. Đó chính là dấu tích viên đàn hình tròn để thờ trời theo quan niệm trời tròn đất vuông trong vũ trụ luận cổ xưa của người Việt Nam xưa và người phương Đông nói chung. Đấy các bạn, đấy là cái nền tròn người ta quan niệm như vậy. Nói chung là trên này người ta phá vỡ gần hết, chỉ còn lại một dấu tích nền tròn này. Đấy các bạn. Ok các bạn, thì khi tham quan cái di tích lịch sử đàn tế nam giao của Hồ Quý Ly thì bây giờ còn một cái trong cái đàn tế nam giao này nữa thì còn một cái giếng gọi là giếng vua. Thì bây giờ mình cùng các bạn xuống thăm cái giếng vua nhá. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ thăm đưa các bạn đến cái giếng vua. Thì một đoạn nữa thì chúng ta sẽ tới giếng vua nằm ở nền thứ ba các bạn. Đây, bên kia là giếng vua rồi các bạn. Đây các bạn này. Đây trước mặt các bạn đây là một cái giếng vua. Thì một giếng vua thì theo lịch sử người ta nói rằng là đây là một công trình được bảo tồn là khá là nguyên vẹn. Đây là giếng vua hay còn gọi là ngự dục, ngự duyên. Giếng vua thì có hình vuông đấy các bạn, được kè đá theo các bậc nhỏ dần trong lòng. Cái độ sâu khoảng
ước chừng khoảng 10 mét các bạn ạ, thua với nền đàn trung tâm. Đây, thì các nhà khảo cổ đã tìm ra cái mạch nước của giếng cổ xung quanh đàn Tế Nam Giao. Đây, bây giờ mình cùng các bạn xuống xem nhá. Nó khá là nguyên vẹn luôn. Đây, các bậc thềm một giếng theo hình vuông, khá là nguyên vẹn. Cái giếng này thì nhà vua dùng để lấy nước, để tế thần, tế trời, tế đất. Đây, trong đàn Tế Nam Giao. Trên thì to, dưới thì bé dần đấy các bạn. Đây, khá là nguyên vẹn đàn Tế Nam Giao. Đây, dấu tích cổ, những hòn đá xưa thời Hồ Quý Ly. Đây. Thấy chưa? Nước này rất trong và mát. Đấy. Không biết dưới có cá không thì không biết. Ok các bạn, thì cái đàn Tế Nam Giao này thì hầu như các công trình đều phá hủy gần hết, thì còn lại một cái giếng, đây là giếng vua. Giếng vua người ta dùng để lấy nước, để tế trời, tế đất, để cầu cho quốc thái dân an. Thì thôi các bạn ạ, thì hôm nay video của mình tạm thời kết thúc tại đây rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.